Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Việt Đốc Ke. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bật dữ liệu di động, hay còn gọi là chúng ta sẽ bật 3G hoặc 4G trên iPhone để sử dụng Internet cho mục đích lướt web, lướt Facebook trên iPhone. Bạn cần bật dữ liệu di động nếu mà không có Wi-Fi, thì video này mình sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện điều đó. Thì bật dữ liệu di động thì chúng ta sẽ có thể bật trong một trong hai cách. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mình sẽ vào phần cài đặt. Cái đầu tiên mình sẽ vào phần cài đặt. Tiếp đến mình sẽ chọn giữ phần mục di động. Ở mục di động này mình sẽ bật dữ liệu di động. Đây. Đây, và của mình là hiện tại 4G. Thì lúc này bạn có thể lướt web và cũng như Facebook. Với điều kiện là sim bạn đã đăng ký 3G 4G rồi nhé. Và cách thứ hai là cách mà các bạn sẽ thường xuyên sử dụng nhiều nhất, cũng là một cách tiện dụng nhất để khi người dùng thiết bị iPhone. Đó là mình sẽ dùng trên trung tâm điều khiển bằng cách vuốt từ phía dưới lên. Phía dưới màn hình đó. Đây mình sẽ ví dụ cho các bạn. Đây. Ở trong bảng điều khiển, trung tâm điều khiển, đây có một trung tâm dữ liệu mình có thể tắt nhanh hoặc là mở lại nhanh. Ở trong một trường hợp mình muốn sử dụng internet hoặc là mình không muốn sử dụng nữa, mình có thể tắt đi rất là nhanh. Trên đó là hai cách mình vừa hướng dẫn cho các bạn những cách thông dụng nhất để bật dữ liệu di động 3G 4G nhanh chóng trên iPhone. Nếu cần hỗ trợ hoặc là những còn thắc mắc trong quá trình thao tác, các bạn có thể để lại comment ngay bên dưới, chúng tôi sẽ giải đáp trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.